thì để coi sáng nay ăn gì đây. Cha chả mở cái tủ lạnh ra thấy một màu trắng tinh, cũng hên là còn một con cá lóc nè, mà không biết làm gì để ăn đây ta. Tại nói vậy chứ hồi nãy đi đưa mấy đứa nhỏ đi học đó, có mua được ít dưa leo vườn nè, người ta đem ra không có phân thuốc gì nhiều nên nó non ngon dữ lắm luôn. Với lại mình mua được một lọ xà lách nữa nè mọi người, rồi một ít nấm gươm nữa. Bữa nay mình quyết định làm cái món mà đó giờ mình chưa làm bao giờ, mà chắc cũng chưa có ai làm đâu. Còn món gì thì lát mọi người xem thì sẽ biết nha. Trước tiên đó là mình rửa mớ rau này cái đã. Do rau xà lách này là rau chợ nè, nên mình cũng có ngâm tí nước muối. Còn dưa leo này ở trong vườn ra chắc an toàn lắm, thấy còn cuốn luôn á. Còn mớ nấm gươm này mình cũng rửa sơ rồi ngâm nước muối cho chắc ăn nha mọi người. Cái con cá lóc đó là ngày hôm qua ông xã tôi đi nhấp được á. Bữa trước ổng nhấp được 2 con, mà con cá bự á, ngày hôm qua có ổng nhà nên làm ăn rồi. Còn bữa nay còn con cá nhỏ này á, đủ 3-4 mẹ con tôi ăn rồi. Sáng nay ổng đi làm sớm nên giờ còn có 3-4 mẹ con thôi, nên ở nhà tôi làm đồ ăn sẵn, lát đứa rước tụi nhỏ về ăn luôn. Từ hồi lúc mấy đứa nhỏ nó vừa học tới giờ là 11-12 giờ trưa tôi mới được ăn cơm sáng á. Tại đợi tụi nó đi học về á, ăn luôn cho nó vui. Nhà có 3-4 mẹ con ăn mình ơi, nó cũng buồn nữa. Mà nói thiệt chứ sáng tôi muốn ăn bữa cơm cũng gian nan vất vả lắm. Tại vì á, sáng là tôi đưa nó đi học sớm, mà còn một bé nhỏ nhà phải gửi cho bà nội nè. Đi về thì lây quay nhà cửa, cơm nước rồi quần áo nữa, thì hết luôn cái buổi sáng rồi đó mọi người. Ở đây chị nào làm mẹ bỉm thì chắc cũng hiểu cái cảm giác này à ha. Biết rồi, cá lóc mình cũng không biết làm gì ăn nữa. Thôi thì sẵn có cái nồi hấp này nè, mình đem mình đi hấp nấm gươm đi. Rồi có rau sống với lại bánh tráng á. Rồi mình có mua được một ít bún nữa, ăn chắc ngon lắm hay ta. Trước tiên là mình phải pha một ít nước thấm nè, để mình tha lên con cá cho nó thấm gia vị, sau đó mình đi hấp. Nói chung là cái món này tại hồi sáng tôi đi chợ tôi thấy nấm gươm á, rồi tôi mới nghĩ ra thôi. Nên cái công thức mà cái nước để mình ướp lên con cá lóc á, là ai muốn làm sao làm. Còn riêng tôi á, thì tiêu, tỏi, bột ngọt, hành, rồi nước mắm, rồi tí đường vô vậy đó. Nói chung á, thì ai thích làm sao làm, miễn ngon là được rồi. Còn tôi chế vậy chứ không biết hơi ăn được hay không nữa đây nè. Mấy hôm giờ ở chỗ mọi người có mưa không? Chỗ mình á, thì nhờ mưa á, nên cá lóc nó đẻ. Rồi bây giờ nó có hổ, ông xã mình đi nhấp hổm giờ ăn cá lóc ít ngán luôn á. Cái phần nấm gươm này á, thay vì mình xào á, thì mình hấp tươi luôn nha mọi người. Tại vì nấm này nó cũng nhỏ á. Mình là người miền Tây á, nên gọi cái nấm rất quen rồi. Còn mọi người á, thì chắc người ta gọi là cái nấm ha. Nói chung ra hổm giờ cá lóc lớp nào kho nè, lớp nào nó canh chua nè, lớp nào nướng nè, ăn ghế còn nó ngán ơi là ngán luôn. Thôi bữa nay làm món này là lạ miệng, cuốn bánh tráng với bún ăn chắc ngon lắm. Từ hôm mình sắm cái nồi tới giờ á, ăn đồ ăn đa dạng hơn mỗi khi nữa mọi người. Bây giờ có thêm cái xửng hấp này nè, mình muốn hấp cái gì cũng được hết trơn trọi á. Nhỏ nhỏ vừa với nó là hấp được hết trơn luôn. Mới nhìn cái dĩa cá thì gần chưa chín mà thấy hấp dẫn rồi đó nha. Bây giờ thì mình pha một tí nước chấm nha mọi người. Tại vì ăn rau sống mà không có nước chấm á, thì cũng như mà ăn nước chấm mà không có rau sống vậy. Ý trời đất mẹ ơi, tôi nói cái gì vậy trời. Ý là cấp này tôi còn đi học chung với tụi nhỏ, bồi bổ lại kiến thức nữa đó, mà bây giờ nói chuyện còn chớp như vậy nữa đó. Lại tiếp tục nói về cái công thức nước chấm, ai thích sao làm vậy, miễn sao thấy ngon, vừa ý, vừa miệng mình là được. Còn riêng tôi thì cái nước chấm này không được cay quá nha mọi người. Tại vì nhà có mấy đứa nhỏ nè, với lại thì nó chua chua ngọt ngọt xíu, ăn thì sẽ ngon hơn á. Mọi người xem clip mình lâu thì thấy mình cũng nấu những món đơn giản không phải không? Tại vì những món phức tạp đối với tôi thì tôi không có biết. Mới xàm xàm mã chút xíu thì nó chín rồi nè mọi người. Tại nói trong clip thì mọi người thấy mau vậy chứ thật sự tôi vừa mới đi rước mấy đứa nhỏ về á. Cái nồi hấp này nè tôi để ở nhà tôi mượn cái bà hàng xóm mà coi giùm á. Rồi chín rồi cái đầu bà đi về đâu mất tiêu rồi. Rồi mấy đứa nhỏ nó về thì bắt đầu mình chiến nha mọi người. Để tôi gói cái cuốn đầu tiên xem thử coi hấp dẫn không nha. Cho công chúa với công tử nhà tôi ăn trước đi. Tôi sống với phương châm á, làm đồ ăn chủ yếu là cho tụi nhỏ nó ăn chứ. Còn tôi á, già này á, thì hấp nước vẫn ngon như thường à. Hầu như làm cha làm mẹ là ai cũng vậy phải không mọi người. Cái gì tốt nhất á, thì dành cho con trước. Còn mình á, thì tính sao ha. Cha mẹ mình hồi xưa cũng vậy thôi. Rồi bây giờ có con rồi á, mới biết cái cảm giác của cha mẹ là như thế nào á.
Thôi clip cũng dài rồi, bây giờ mời mọi người ăn với mẹ con mình nha. Rồi bye bye nha mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ nha.